Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của Long Ebay. Hôm nay thì mình đã quay trở lại với các bạn một cái video hướng dẫn gắn đồ trên xe điện. Thì cũng khá là lâu rồi không có một cái video nào hỗ trợ anh em chơi xe điện, mà đa số là mình lại là bên làm xe điện. Hôm nay thì mình sẽ quyết định là từ giờ trở đi sẽ thường xuyên quay những cái video gắn đồ trên xe điện và hướng dẫn các bạn gắn chế lên luôn. Mình đã dành riêng một con xe X-Men và con xe này hoàn toàn là mới để chuyên gắn đồ và làm video để hướng dẫn mọi người, rất đầu tư và rất mong là mọi người đã ủng hộ kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình như các bạn đã thấy cái video demo ở đầu tiên, hôm nay mình sẽ gắn hướng dẫn các bạn gắn cái ben lưng yên tự động. Cái ben này thì nó khá là phổ biến ở trên thị trường và cái giá của nó cũng khá là rẻ thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn, và còn cái giá bán của nó thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Còn cái sản phẩm này thì mình thực sự là cũng không ship. Nếu như các bạn muốn mua hàng cùng với các sản phẩm khác thì mình sẽ ship cùng luôn. Còn nếu mà mua một cái này không thì thực sự là cái tiền công đóng hàng và đi ship thì nó không, nếu mà chi phí bỏ ra thì sẽ lỗ. Vì vậy các bạn hãy thông cảm. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu. À, cách lắp đặt trên xe thì như các bạn đã thấy thì mình đã lắp ở đây sẵn rồi. Đó, mình đã lắp đặt ở đây đã hoàn thiện, và bây giờ mình sẽ tháo ra và làm video hướng dẫn từng bước một và cách gắn làm sao để cho nó chắc chắn, nó không bị bung, để trong quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ được bền hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tháo nó ra. Và đây là mình đã tháo hẳn cái cốp này ra luôn rồi. Và tất nhiên là các bạn sẽ phải tháo cả hẳn cốp ra thì mới có thể lắp được cho nó bền và nó chắc chắn được. Còn cái trên này thì mình sẽ không tháo bởi vì nó khá là đơn giản thôi. Thực ra cái này nó chỉ việc bắt chốt hai đầu thôi, không có gì là phức tạp quá đâu. Đây mình sẽ giới thiệu cái bên trên trước. Ở bên trên các bạn sẽ dùng cái hình tròn gắn ở đây, điểm chính giữa, chính giữa của cái sống yên này xuống này. Đó, và ở phần dưới này thì chúng ta thì cái đây là mình đã cái vết là mình đã khoan sẵn rồi, và chúng ta sẽ gắn cái thanh nó quằm quằm như này này, đặt ở đây. Và các bạn hãy lưu ý giúp mình một chút rằng là khi chúng ta gắn nhé, các bạn có thấy ở đây nó có cái lỗ để bắt này, nó sẽ rất là dài, và cái này nó sẽ tạo cho chúng ta cái độ tùy biến, thế là chúng ta có thể di chuyển lên xuống để chốt vít. Nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm, đó chính là khi chúng ta bắt vào thì nó sẽ không được chắc. Vì vậy là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn làm sao để cho nó cố định được. Ở đây thì các bạn có thể thấy những cái lỗ này mình đã đục sẵn rồi này, chúng ta sẽ đặt này vào. Đây vào. Và chúng ta trước tiên đặt vào ấy thì chúng ta sẽ phải ướm cái thanh này, ví dụ nó dài tầm khoảng 25 phân chẳng hạn. Chúng ta sẽ phải gắn cái đầu trên này trước này. Đó, chúng ta móc nó vào đây. Và đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cái vòng nhôm này ra nhé. Vòng nhôm này các bạn có thể dùng một cái tu vít hoặc một cái que sắt gì. Ở đây nó có một khe này, các bạn có thể cho vào đây, cạy nó ra để cho dễ làm. Sau khi cạy ra rồi thì chúng ta phải đặt vào đây rất là lỏng lẻo. Đó, chúng ta sẽ áng chừng như cái đoạn video trên demo đầu tiên ấy, thì là các bạn áng chừng nó tầm khoảng nhân nguyên lên để chúng ta đủ lấy đồ thôi, không cần phải cho nó hết cỡ đâu. Và chúng ta ướm, khi chúng ta ướm vào đến đây thì chúng ta sẽ chốt cái chân này lại. Và bây giờ mình sẽ đo luôn cho các bạn về, các bạn lấy thước thử đo thôi. Đây mình có một cái thước đây, mình sẽ đo khoảng cách đúng lên giữa cái quả tròn này, tính từ mép này nhé, đây từ mép yên này đi khoảng 13 cm, từ đây xuống khoảng 13 cm này, từ cái mép của cái đầu yên này xuống đây 13 cm. Nhưng mà tùy từng yên xe nhé, có thể là có những cái yên nó dài nó rộng hơn ấy, thì các bạn sẽ phải tự đo bằng chính bằng cái này cho nó thực tế hơn. Và sau khi đo rồi thì chúng ta đặt ngay cố định lại, chúng ta đánh dấu điểm.
Và khi đánh dấu điểm thì các bạn hãy lưu ý giúp mình một chút rằng là chúng ta sẽ khoan làm sao để cho cái lỗ ốc này, một cái ốc sẽ phải chốt ở đây, chốt ở sát đầu này luôn, để khi chúng ta kéo đẩy xuống ấy, thì nó hướng luôn vào con ốc và nó không bị chạy, và một con ốc tiếp theo sẽ ở đây sát cái đầu này luôn, không được bắn ở giữa thì nó sẽ khi chúng ta kéo cái yên xuống nó sẽ có một cái lực tác động rất là mạnh xuống, thì nó sẽ cái này nó sẽ bị xịch xuống và nó sau khi nhiều lần ấy, thì nó sẽ bị hỏng, nó sẽ nỏng ra và các bạn rất khó là sử dụng đó. Vì vậy là mình sẽ hướng dẫn các bạn lưu ý đoạn này. Thế các bạn đặt vào rồi, chúng ta đánh dấu điểm, chúng ta chốt vít. Và cái này là cái nhựa thì các bạn có thể chốt vít vặn bằng tay thì hơi lâu một chút, nếu có máy khoan thì càng tốt. Ở đây thì mình đã khoan sẵn lỗ rồi, ở đây mình sẽ chốt vít xuống. Và con vít đây. Cái con vít tặng kèm của nó thì nó rất là bé rồi. Có nghĩa là cái con vít này nó chỉ dành cho bắn vào gỗ thôi. Bởi vì cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm đầy cánh cửa. Đầy cánh cửa đấy. Vì thế nên là các bạn sẽ phải đi ra ngoài tiệm sửa xe máy hoặc sửa xe điện, hoặc là nhà các bạn có thể tháo một cái đồ nhựa nào gì nó ra, là sẽ có một con ốc như thế này, một con vít như này, một cái to vào, càng to càng tốt. Và con vít nhỏ này nó không tốt đâu. Khi chúng ta bắt được cái nhựa nó khá là mỏng, nó sẽ bị xê dịch, và con vít to như thế này sẽ tốt hơn này. Chúng ta sẽ kiếm tầm khoảng 4 con như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ chốt này xuống. Và nói chung là các bạn có một cái loại vít nào đó eco bu lông thì cũng được. Đó, các bạn bắt xuyên qua và chốt ở bên dưới thì càng tốt, càng chắc. Mình sẽ bắt hai con ở sát cái điểm mình vừa chỉ. Bắt hai con đó đầu tiên. Sau đó thì mình sẽ gia cố bằng cách đó chính là thêm hai cái miếng tôn này vào, hoặc cái này nó gọi là cái tai gá ở trên các cái nhựa xe điện xe máy đấy, nó hay có. Mình sẽ gá nó vào đây. Gia cố thêm để cho nó chắc. Đây các bạn thấy hai con vít nó lòi ra đây này. Bởi vì cái gen nhựa này nó không được chắc đâu, dùng một thời gian này nó sẽ bị nhão ra. Vậy mình sẽ gia cố thêm cái này. Các bạn tốt nhất là nên tìm hai con eco bu lông chốt qua luôn, độ nóng đen vào khá là ok. Như này thì làm không thể nào mà tuột được. Rồi bây giờ mình muốn nó chắc hơn ấy, mình sẽ gia cố thêm. Mình có thể lấy hai con vít nhỏ này mình gia cố thêm cũng được, không vấn đề gì. Sẽ dùng cái máy khoan này để khoan trước một cái lỗ nhỏ nhỏ để bắt với tay nó dễ. Nếu các bạn không có thì sẽ phải làm thủ công một chút. Chúng ta làm càng chắc chắn thì chúng ta càng sử dụng lâu dài, chứ làm qua loa thì cũng chỉ dùng một thời gian ngắn thôi. Bởi vì khi chúng ta bật lên bật nhiều thì nó sẽ có cái độ rung lắc và nó sẽ giật, nó sẽ bị nhanh hỏng. Vì vậy là gia cố càng tốt thì càng dùng được lâu, của bền là tại người. Bốn con vít cực kỳ chắc chắn luôn, là chỉ sợ nó vỡ cái này thôi chứ còn không thể nào tuột được cái này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ gắn nó vào, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn cái vòng sắt này vào khi chúng ta đã tút ra rồi. Các bạn có thể nhìn ở đây
nó có hai cái rãnh này. Đặt cái vòng sắt này vào, đặt sang một bên. Lấy một cái gì đó, cái tu vít hoặc là cái thanh sắt gì đó, các bạn kéo này, giữ chắc một bên trái, kéo bên phải. Đó, nó đã tự xuống rồi. Tiếp theo bên này cũng vậy. Giữ một bên, kéo một bên. Kéo thật chính xác vào cái khe của nó. Rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ ấn nó vào cái hai cái quả tròn đây. Cái đầu to sẽ ấn gắn xuống dưới này. Cái đầu nhỏ sẽ bên trên. Các bạn sẽ phải kéo cái yên nó vào một chút. Đó, như vậy là chúng ta đã thành công. Bây giờ mình sẽ gắn lên xe. Khi các bạn gắn lên xe thì mình sẽ lưu ý một chút. Các bạn sẽ gắn cái tất cả các vít vào nhé. Lưu ý rằng phải đầy đủ vít để cho nó chịu lực đều, chứ không chứ các bạn nếu mà gắn một hai con vít thôi thì khi chúng ta bật lên ấy, nó sẽ bị xê dịch đi cái yên cái cốp mà đi, như vậy là nó sẽ thiếu cái độ chính xác và khiến cho cái yên của mình nó sẽ nhanh hỏng hơn, cái cốp nó sẽ nhanh hỏng hơn. Đấy, mình sẽ gắn tạm vậy thôi, tiết kiệm cái thời gian video một chút. Nếu các bạn muốn sử dụng lâu dài hơn phải gắn hết cả hai con ốc dưới này. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Bật khóa. Rất là xịn sò và rất là khác biệt. Ở đây thì chúng ta có thể thấy cái phần cốp này còn thừa này. Phần cốp là còn thừa, chúng ta có thể để một cái áo mưa và một số quyển sách. Miễn sao là đừng để cho nó đè lên đây nặng quá được. Đè lên vẫn được, đè lên tầm này vẫn được. Chứ đừng đè quá lên đây. Đè quá lên đây nó sẽ đến lúc nó còn bật lên bật xuống. Và nên để những thứ gì mềm thôi. Còn những thứ gì cứng thì tốt nhất chúng ta sẽ để ở phần dưới này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chế mà chúng ta sẽ phải hy sinh một khoảng trống của cái cốp. Và cái điều đó thì thực sự là đáng giá, để chúng ta có thể chế thêm cái này và nó rất là hay. Khi chúng ta đến trường, đến lớp chúng ta bật lên, rất là nhiều bạn bè họ nhìn thấy, họ rất là trầm trồ và rất là hứng thú với cái sản phẩm như vậy. Và bạn sẽ là người khác biệt nhất của cái trường đó. Rồi mình đã làm xong cái video hướng dẫn gắn ben lưng yên tự động vào xe điện. Và có thể sắp tới mình sẽ có một cái video, đó chính là chế cái yên điện. Chúng ta sẽ không phải mở bằng chìa khóa này nữa. Chìa khóa này sẽ bỏ đi. Và chúng ta sẽ bấm nút, cái yên này sẽ tự động mở và cái cốp này cũng sẽ tự động bật lên. Như vậy là chúng ta sẽ được tự động hoàn toàn. Và các bạn hãy đăng ký kênh và like video ủng hộ mình để mình có thêm động lực ra cái video tiếp theo. Và cái sản phẩm này chắc chắn mình sẽ phải mua về, và ở Việt Nam mình không có. Mình sẽ phải mua bên nước ngoài về. Vì vậy là cái chi phí nó cũng khá là đắt đỏ. Vì vậy các bạn hãy ủng hộ mình để có thêm động lực làm video tiếp theo. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. Và chúc các bạn thành công.